định ra phim đón Tết nhưng mà 30 chưa phải Tết. Đúng vậy, bộ phim hài của Trường Giang với dự định ra rạp đúng mùa Tết âm lịch đang đứng trước nguy cơ bị hoãn chiếu do vướng mắc tại khâu kiểm duyệt. Xin chào các bạn, mình là Linh và đây là phim phim News. À, trước khi bắt đầu, người ta thường nói rằng nếu muốn lừa người đối diện tin rằng bạn là người nghiêm túc, điềm đạm và có kiến thức thì tốt nhất là nên đeo kính hoặc là mặc một cái áo sơ mi. Thông tin về chiếc áo này cũng như cốt giảm giá chỉ có phê phim có sẽ được để ở trong phần mô tả và bình luận ở phía bên dưới. Ok, quay lại với bản tin của chúng ta nào. Dịp Tết Nguyên đán Canh Tí năm nay đánh dấu sự ra mắt của 6 bộ phim Việt. Trong số đó, 3 bộ phim được đánh giá là sẽ nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả bao gồm 30 chưa phải Tết của Trường Giang, Đôi mắt âm dương với sự tham gia của cặp đôi về nhà đi con Bảo Thanh, Quốc Trường, Gái ra lắm chiêu 3 cùng sự xuất hiện của Ninh Dương Lan Ngọc. Đáng chú ý là với trường hợp của 30 chưa phải Tết, khi phim có nguy cơ không kịp ra mắt vào dịp Tết sắp tới. Theo dự kiến, phim sẽ ra mắt khán giả vào 25 tháng 1, tức là đúng ngày mùng 1 Tết, nhưng lại đang gặp trục trặc trong khâu kiểm duyệt và đang đứng trước nguy cơ bị hoãn chiếu. Đạo diễn Quang Huy của bộ phim cho biết, bộ phim của chúng tôi đang vướng ở khâu kiểm duyệt và đang giải trình những cơ sở nghiên cứu khi sáng tạo để bảo vệ được tính toàn vẹn của tác phẩm. Dĩ nhiên, hội đồng kiểm duyệt có quan điểm riêng dưới góc độ quản lý nhà nước và chúng tôi vẫn đang lắng nghe để có thể giải đáp dung hòa từ hai phía. Việc đứng trước nguy cơ bị hoãn chiếu khiến bộ phim của Trường Giang, Mạc Văn Khoa, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân có khả năng ảnh hưởng tới công tác quảng bá và doanh thu của phim. Đối với Đôi mắt âm dương, đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Nhất Trung kể từ sau Cua lại vợ bầu năm ngoái. Với dàn diễn viên hội tụ cả Nam Bắc lại đụng chạm tới những vấn đề âm dương kỳ bí, Đôi mắt âm dương được kỳ vọng là sẽ đạt được thành công phòng vé tương tự như kỳ tích mà Cua lại vợ bầu đã làm được. Cũng ra mắt vào đúng mùng 1 Tết năm nay, phần 3 của Gái già lắm chiêu hy vọng sẽ đem tới một màu sắc khác hơn cho dịp Tết năm mới. Tuy nhiên, ngay từ khi công bố trailer, Gái già lắm chiêu phần 3 đã bị khán giả so sánh với Crazy Rich Asians hay Con nhà siêu giàu châu Á. Ngay sau đó, đại diện của ekip cũng đã khẳng định rằng khán giả sẽ bất ngờ với sản phẩm cuối cùng của Gái già lắm chiêu phần 3. Đến hẹn lại lên, cứ đến Tết Nguyên đán là phim Việt lại nở rộ ở phòng vé. Liệu trong cuộc đua năm nay, có bộ phim nào có thể đạt được thành tích ấn tượng như những gì Cua lại vợ bầu đã làm được năm ngoái không? Comment ý kiến các bạn trong phần bình luận ở phía bên dưới nhé. Nhân tiện đang nhắc tới câu chuyện phòng vé, thì mặc dù doanh thu ở Việt Nam có phần ảm đạm, nhưng Star Wars: The Rise of Skywalker vẫn đạt được thành tích ấn tượng tại phòng vé thế giới. Cụ thể, đây đã trở thành bộ phim tỷ đô tiếp theo của Disney. Tính tới sáng thứ tư vừa qua, The Rise of Skywalker đã chính thức trở thành bộ phim tỷ đô tiếp theo của chuỗi Star Wars. Tới thời điểm hiện tại, doanh thu mà phim đạt được đã lên tới hơn 1 tỷ đô. Với con số này, Star Wars tập 9 đã giúp tất cả các phim trong trilogy gần nhất đạt mốc doanh thu trên 1 tỷ đô. Hiện tại, doanh thu của The Rise of Skywalker chỉ còn cách tập 8, The Last Jedi, khoảng 300 triệu đô. Và nếu nhìn vào những con số thống kê sau đây, bạn sẽ hiểu vì sao việc The Rise of Skywalker đuổi kịp hai phần phim trước là một điều bất khả thi. Trong khi tập 9 của Star Wars mất đến 28 ngày để đạt con số 1 tỷ đô, thì tập 8 chỉ mất 19 ngày, còn tập 7 thì chỉ mất 12 ngày. Không khó để nhận ra rằng mức độ hứng khởi của khán giả với chuỗi chiến tranh giữa các vì sao đang giảm dần qua mỗi phần phim. Vì vậy, việc The Rise of Skywalker có thể vượt mặt được tập 7 The Force Awakens với 2 tỷ đô doanh thu gần như là một điều không thể làm được. Dẫu sao thì với kinh phí sản xuất khổng lồ khoảng 275 triệu đô thì việc The Rise of Skywalker thu về hơn 1 tỷ cũng đã đem tới khoản lợi nhuận khổng lồ cho Disney. Mặc dù năm 2019 đã kết thúc, nhưng nhà chuột lại có thể tiếp tục ăn mừng với chiến thắng của Star Wars tại phòng vé. Hiện tại, những bộ phim tham gia câu lạc bộ tỷ đô của Disney trong 2019 bao gồm Captain Marvel, Avengers Endgame, Aladdin, Toy Story 4, The Lion King, Frozen phần 2 và Star Wars The Rise of Skywalker. Mặc dù doanh thu phòng vé là một thành tựu đáng tự hào của The Rise of Skywalker, thì chất lượng của tập 9 này lại không hề được đánh giá cao. Cụ thể, tác phẩm kết thúc chuỗi phim về nhà Skywalker nhận điểm đánh giá thấp hơn nhiều so với các phần phim trước. Phần phim tiếp theo của chuỗi dự kiến ra mắt khán giả vào năm 2022. Hiện tại thì tương lai của chuỗi phim Star Wars vẫn chưa được Disney hé lộ nhiều. Nếu các bạn đang tò mò điều gì đã làm nên thành công vang dội của thương hiệu này trong suốt vài thập kỷ qua, thì có thể xem thêm video tại đây nhé. Chuyển từ thiên hà xa xôi của Star Wars sang một vũ trụ khác là vũ trụ siêu anh hùng của DC. Hiện tại, HBO đang dục dịch chuẩn bị cho một series hoạt hình về nhân vật Aquaman. Sau đại thắng vòng vé của Aquaman năm 2018, mới đây, Warner Media đã quyết định bật đèn xanh cho một series hoạt hình gồm 3 phần mang tên Aquaman: King of Atlantis để phát sóng trên nền tảng trực tuyến HBO Max của họ. Theo đó, đạo diễn đứng sau thành công của Aquaman năm 2018,
James Wan sẽ tiếp tục trở lại trong dự án series hoạt hình lần này với vai trò nhà sản xuất. Sarah Aubrey, người chịu trách nhiệm nội dung của HBO Max cho biết, Aquaman là nhân vật được yêu thích trong vũ trụ DC và còn rất nhiều điều thú vị để khai thác ở nhân vật này. Vì vậy, Aquaman, King of Atlantis sẽ làm phong phú thêm kho nội dung cho trẻ em và gia đình vốn đã đa dạng của họ. Theo tiết lộ, mỗi tập phim trong Aquaman, King of Atlantis sẽ có cốt truyện độc lập theo hành trình phiêu lưu của Aquaman với nhiệm vụ là bảo vệ đáy đại dương. Câu chuyện sẽ bắt đầu từ ngày đầu tiên đảm nhận vai trò vua của Atlantis của Aquaman và anh có rất nhiều việc để làm. Thật may mắn, anh có hai cố vấn đắc lực bên mình là học giả Vokko và công chúa Mera. Giữa muôn vàn kẻ ác, nhiệm vụ của Aquaman là vượt qua mọi hiểm nguy để bảo vệ vương quốc cũng như chứng minh rằng anh xứng đáng với chiếc đinh ba. Hiện tại, chưa rõ liệu Jason Momoa có quay lại lồng tiếng cho nhân vật Aquaman hay không và ngày ra mắt cụ thể cho bộ phim cũng chưa được ấn định cụ thể. Điểm dừng tiếp theo, điểm tin. Theo chia sẻ của đại diện Netflix với tờ báo Entertainment Weekly, mùa thứ 3 của series trinh thám Mindhunter sẽ không sớm quay trở lại. Nguyên nhân được cho là bởi đạo diễn, nhà sản xuất của bộ phim, ông David Fincher, quá bận rộn cho những dự án khác. Hiện tại, ông Fincher đang đảm nhận vị trí đạo diễn cho Mank, bộ phim đầu tiên của ông trên Netflix, cũng như sản xuất mùa thứ 2 cho series Love, Death and Robots. Do đó, phía Netflix cho biết ông Fincher có thể trở lại với Mindhunter, nhưng cùng lúc ấy, sẽ thật không công bằng nếu bắt các diễn viên phải ngồi đợi trong khi đạo diễn của phim đang phát triển những dự án riêng. Series Chúa Nhẫn đã tìm được dàn diễn viên. Sau một thời gian dài tìm kiếm, series Chúa Nhẫn của Amazon đã tìm được dàn diễn viên chính thức. Danh sách diễn viên đang được hiện trên màn hình ở đây. Với dàn diễn viên này, bộ phim dự kiến sẽ bật máy vào tháng 2 sắp tới. Theo tiết lộ, TV series Chúa Nhẫn xảy ra ở khoảng thời gian rất xa so với những sự kiện trong bộ 3 cuốn sách của J.R.R. Tolkien. Mặc dù phần 1 đã bị trì hoãn khá lâu và đến giờ vẫn chưa hề ấn định ngày ra mắt chính thức, nhưng Amazon đã quyết định đầu tư cho phần 2 của series Chúa Nhẫn. Ngoại truyện của Game of Thrones sẽ ra mắt vào năm 2022. Thứ tư vừa qua, trong buổi họp báo tại Hiệp hội Phê bình Truyền hình, Casey Bloys, bộ trưởng bộ phận chương trình của HBO đã công bố ngoại truyện của Game of Thrones mang tên House of the Dragon sẽ đến với khán giả vào năm 2022. Tuy nhiên, vẫn chưa ấn định ngày cụ thể. Dựa trên cuốn tiểu thuyết Fire and Blood, tác giả George R.R. Martin và Ryan Condal sẽ chịu trách nhiệm cho phần nội dung của House of the Dragon và các sự kiện trong phim sẽ lấy bối cảnh khoảng 300 năm trước Game of Thrones. Trong khi đó, phần tiền truyện lấy bối cảnh 8.000 năm trước Game of Thrones đã bị công bố ngừng sản xuất từ tháng 10 năm ngoái với lý do được đưa ra là bởi nó cần rất nhiều công sức để sáng tạo ra một thế giới mới. Taika Waititi có khả năng sẽ làm phim Star Wars tiếp theo. Theo nguồn tin độc quyền từ The Hollywood Reporter, Taika Waititi đang là ứng viên tiềm năng để ngồi vào vị trí đạo diễn cho phần phim Star Wars tiếp theo. Hiện tại, cả Disney, Lucasfilm và các nhà sản xuất của Star Wars vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin này. Nếu như đàm phán thành công, thì ông Waititi sẽ là cái tên đầu tiên xuất hiện trong bộ 3 phim sắp tới của thương hiệu Star Wars. Mặc dù chưa hề có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào được công bố, nhưng Disney đã quyết định 3 bộ phim này sẽ ra mắt vào tháng 12 năm 2022, 24 và 26. Saoirse Ronan nhận đề cử Oscar thứ 4 ở tuổi 25. Thứ hai ngày 13 tháng 1 vừa qua, Viện Hàn Lâm đã công bố các đề cử giải thưởng Oscar. Trong đó, Saoirse Ronan ghi nhận đề cử hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn Jo March trong bộ phim Little Women, qua đó giúp cô trở thành nữ diễn viên trẻ thứ hai trong lịch sử nhận 4 đề cử diễn xuất tại Oscar. Người đang giữ kỷ lục hiện tại là Jennifer Lawrence, nhận đề cử Oscar diễn xuất thứ 4 cũng ở tuổi 25 vào đầu năm 2016 nhưng sớm hơn Ronan hiện tại 4 tháng tuổi. Các đề cử Oscar trước đó mà Saoirse Ronan từng nhận là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vào năm 2018 với Lady Bird, 2016 với Brooklyn và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất vào năm 2008 với phim Untold khi cô mới 13 tuổi. Nếu các bạn còn nhớ thì chủ nhân của 10 đề cử Oscar, bộ phim Once Upon a Time in Hollywood, từng từ bỏ cơ hội chiếu ở thị trường tỷ dân Trung Quốc vì đạo diễn Quentin Tarantino không đồng ý sửa lại phim theo yêu cầu của quốc gia này. Và thật bất ngờ, studio đứng sau bộ phim này là Sony cũng đã hoàn toàn ủng hộ quyết định này của đạo diễn phim. Tác phẩm phim gần nhất của Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, mặc dù được cả giới phê bình và khán giả thế giới quan tâm, nhưng lại bị cấm cửa tại Trung Quốc. Không một lý do cụ thể nào đã được đưa ra, nhưng phần lớn đều cho rằng thị trường tỷ dân từ chối phiên bản phim dành cho Hollywood là do những chi tiết liên quan tới cố diễn viên Lý Tiểu Long. Con gái của cựu diễn viên sau đó cũng đã đệ đơn khiếu nại lên Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc về cách Quentin miêu tả hình tượng cha cô.
để Once Upon a Time in Hollywood được chiếu ở Trung Quốc, họ đã yêu cầu Quentin phải tạo ra một phiên bản chiếu rạp dành riêng cho quốc gia này, và đạo diễn Quentin của chúng ta đã từ chối. Việc từ bỏ thị trường phim ảnh lớn thứ hai thế giới chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới số tiền mà bộ phim có thể đem về cho Sony. Thế nhưng, trong một buổi phỏng vấn với tờ báo Deadline, Quentin đã chia sẻ: "Sony đã ủng hộ tôi 100%, chúng tôi đều rất thất vọng. Một phần vì có nhà sản xuất người Trung Quốc trong ekip làm phim. Thế nhưng có những giới hạn mà chúng tôi chẳng thể nào nhún nhường. Nếu họ muốn Cliff chỉ đập KD 2 lần thay vì 4, ok, chúng tôi có thể làm được. Nhưng nếu họ muốn bỏ đi cả một cảnh chỉ vì một quốc gia từ chối nó ư? Không có đâu." Chủ tịch của Sony Pictures, ông Tom Rothman cũng cho biết họ thấy Quentin đã làm điều đúng đắn và anh ấy nhận được sự ủng hộ từ phía của Sony. Việc ấy tất nhiên sẽ đụng chạm tới lợi ích kinh tế, nhưng một khi đã hợp tác với một nhà làm phim, Sony sẽ ủng hộ họ hết mình. Hiện tại, doanh thu phòng vé của Once Upon a Time in Hollywood đã đạt 372 triệu đô trên toàn cầu. Bộ phim cũng vừa đại thắng với 3 giải quả cầu vàng và 10 đề cử Oscar. Liệu Sony có nên cảm thấy tiếc vì đã từ bỏ một khoản doanh thu khổng lồ từ thị trường Trung Quốc, hay khán giả ở đây nên tiếc vì đã không được thưởng thức một tác phẩm xuất sắc nhỉ? Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Phê Phim News của ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên like và share nó. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với Phê Phim thì hãy ấn nút subscribe và nút chuông nhỏ nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và link của cái áo ở phía bên dưới nhé. Bye bye. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.